谈谈情字做浪漫伴着白马，吻过了戴上钻戒披起婚纱，想象很美，目标远大才可往上爬。谁也想有个家，谁也想有个他，陪同看日和月圆挂。然而千尺砖瓦，累计一个天加一个偏差。如要足见个家，还要拥抱个他，从前看海也可以看烟花。十方千变万化，抱紧砖头说分家。Edit kìa, Edit có thể chụp với anh Tâm Thịnh không? Được, chụp Tâm Thịnh giùm đi. Được, cảm ơn. Được rồi, ok. Cảm ơn nhiều. Được. Câu nhân từ. Đạo diễn à, lúc xếp hàng ở trên sân khấu tôi muốn hát thật lắm, luôn tiện hòa âm với câu nhân từ luôn. Hát nhép là được rồi. Tối nay chúng tôi hát live mà. Nè, bộ bây giờ cô tới Hồng Quán mở đại nhạc hội sao? Cả thế giới đều hát nhép mà, đừng cản trở trái đất quay nữa. Trời ơi, đây không phải là Hồng Quán, nhưng cho dù tôi đứng ở trên sân khấu nào cũng coi như lên biểu diễn lần cuối cùng của bản thân. Thế thì bây giờ thì không hiểu nổi sao thích nguyền rủa bản thân chết vậy chứ. Ba ơi, lúc trước khi ba cãi nhau với má cũng nói cùng một câu thôi. Ba còn nói đi làm demo không công khai để người ta nghe cũng coi như lần cuối cùng bản thân mình biểu diễn để hát mà. Ba còn nói không giống như những ca sĩ trên sân khấu chuyên lường gạt. Sao bây giờ ba không thích Eric chứ? Thằng quỷ này suốt ngày đòi mua điện thoại. Ai mua cho con hả? Má con sao? Ba mua cho con thôi. Đi khắp nơi chụp hình với người ta, cho thằng quỷ đó không chịu chụp ba. Đúng là đồ phản bội. Không biết hát không phải là cái tội. Không cần phải lôi con ra để trút giận như vậy đâu. Nói cho cậu biết, Hiếu hiểu biết không phải là tội. Nếu cậu thật sự không biết tôi, về hỏi những giám chế đĩa nhạc ai là vua đề mô. Chẳng qua tôi ít luyện tập thôi, chứ lại không cần phải dạy khôn đám tranh các cậu. Nè, thôi đi, thôi đi, thôi đi. Sao hả? Nói cho ông biết, hôm nay để ốc Kiên Thu bỏ ra 1 triệu mời quốc sư lên đây hát. Cậu chỉ là phụ họa thôi, cậu nên biết phân biệt ngôi thứ. Tôi nói hát nhép là hát nhép. Đạo diễn, nếu tối nay không hát live, tôi không hát. Eric, không hát còn hay hơn. Tôi có thể mời Trần Dịch Tấn, Lý Khắc Cần, Châu Quyền hát với tôi. Có phải thật không, cậu hay? Cậu ba. Chào chị hai. Con không cần kêu cậu hát chung với tình tranh đó đâu. Nhưng cậu đã hứa với anh Dũng chăm sóc má con đàng hoàng mà. Con không cần lôi thằng Dũng ra để hù cậu. Ba à, một mình chị hai vừa phải chăm con vừa phải đi làm cực khổ lắm. Con không cần ý y, ba đóng tiền cho con. Ê trời ơi, có chuyện gì vậy con? Ôi, nín đi, ngoan ngoan ngoan. Chắc là con đói bụng lắm rồi. Lúc nãy má cứ lo tranh thủ tới đây tìm ông cậu, đến nỗi không có thời gian cho con bú nữa. Nhưng mà con đừng trách ông cậu nha. Hôm nay tâm trạng của ông cậu không được vui. Thật ra ông cậu cũng thương con lắm đó. Cậu hát live không phải không được đâu, nhưng cũng phải kêu đạo diễn dành thời gian cho cậu tập mới được chứ. Chuyện đó cứ để con lo. Cô làm má của nó vậy sao? Con nó đói đến khóc thét cô cũng không cho bú. Không phải đâu má, trước khi con đi đã cho nó bú rồi. Nhưng mà tại nó bị tè dầm cho nên mới khóc thôi. Cô gạt tôi sao? Tôi ghét với phụ nữ gạt tôi, lại còn là loại gạt thành công. Cô đừng hòng tôi hát like nữa. Cậu ba à. Đi, nhanh lên. Không phải đâu cậu ba, cậu nghe con nói đi. Cho dù là con nó bị tè dầm, cô cũng phải lập tức thay tả cho nó. Dì Dân, cẩn thận nha. Má à, tham gia quan lạc mãn Trung Hoa là ý tưởng của anh Dũng, là vì muốn giúp công ty cứu vãn hình ảnh, không thể sai phạm được. Thật sự tôi không tin thằng Dũng lại cảm thấy công việc của công ty lại quan trọng hơn con nó. Cũng may tôi thông minh, kêu chị Dân tới theo dõi cô, nếu không cháu gái của tôi còn thê thảm hơn. Tóm lại là con gái và công ty cô không thể nào kiềm hết được. Nếu như cô phải cho con bú, vậy thì giao lại Thiên Thu cho tôi quản đi. Cô yên tâm về nhà giữ con. Không được. Tại sao lại không được?
Bản hiệu Thiên Thu này vốn dĩ là của tôi mà, không lẽ tôi muốn Thiên Thu chết sao? Má không muốn nó chết, và má có khả năng không cho nó chết là hai chuyện khác nhau. Ở Thiên Thu tôi có thiếu gì người của tôi? Huống hồ thằng Nhân sắp lấy được bằng kế toán rồi. Cô không cần lo. Tóm lại, Thiên Thu tôi quản là chắc rồi. Cùng lắm, tôi khuyên Ý Phi hợp tác với cô. Cô về nhà giữ con đi. Bà chết. Alo. Làm ơn, Ý tôi cần à, bà làm gì? Về Hồng Kông rồi. Xin lỗi nha. Em muốn nói với anh nè. Bây giờ anh đang ở đâu? Chủ má đã đi đâu rồi? Lát nữa gọi lại nha. Xin lỗi nha. Ok, cảm ơn. Tiếp theo sau, xin mời nhà quyền học nổi tiếng từ Ý Phi. Tại vì năm nay giống như thác đổ, đá thạch anh kiếm có thể chiêu tài và tụ tài. Nếu đặt trong nhà hay trong văn phòng, bảo đảm quanh năm đều có tiền vô như nước. Bây giờ Đại Ông Thiên Thu sẽ quyên góp đá thạch anh kiếm này cho mọi người đấu thầu. Hy vọng các vị hảo tâm có tiền góp tiền, có sức góp sức. Nếu khán giả tại nhà có hứng thú đấu thầu, có thể gọi 2333-57596 like 100. Thời gian còn lại, Cao Nhân Từ sẽ cùng Eric hợp ca nữa, có phải không? Phải. Quý khách gia tại nhà đừng có bỏ đi nha. Bà chủ à, lúc nãy khi tôi dọn dẹp túi sách, phát hiện trong đó có cái di động, nhưng không phải là cái bình thường cô xài. Cảm ơn. Xin lỗi nha. Chắc là do lúc nãy sơ ý quên luôn điện thoại của cậu ba vô trong túi rồi. Em đã về Hồng Kông, muốn gặp anh một lát. Không lẽ bà chết là vợ của cậu ba sao? Alo, cậu hai, ba của con đã lên sân khấu biểu diễn chưa? Lúc nãy anh kỹ thuật nói còn một tiếng nữa mới tới lượt ba biểu diễn. Vậy hả? Vậy con đừng nói cho ba con biết, chị tìm ba con nha. Con kêu ba biểu diễn xong thì gọi cho chị. À, cảm ơn. Cảm ơn. Ba ơi, lúc nãy ba hát nghe hay lắm đó. Vậy còn một câu thành ngữ, cao hạ lập kiến. Ê, rất cao ba thấp chứ gì. Sẽ cầm đi đi. Ba ơi, con đã năn nỉ rất lâu, má mới chịu mua cái cặp này cho con đó. À, phải rồi ba, lúc nãy chị Dâu gọi tới, kêu ba sau khi biểu diễn xong gọi lại cho chị. Alo. À, chuyện gì vậy? À phải rồi, trưa nay con sơ ý lấy điện thoại của cậu về nhà. Vợ cậu nhắn tin cho cậu, nói là đã về Hồng Kông muốn gặp cậu đó. Nè, vợ tôi mất tích cả năm rồi, cô có nhầm lẫn không? Cũng khoan đã, có đúng là vợ tôi không? Con chỉ đoán vậy thôi. Có phải cậu gài tên của cổ là bà chết không? Bà Tám là con mẹ bàn thờ, bà điên là má vợ, bà chết là bà khốn đó. Đúng rồi, không lẽ là cổ đã về rồi? Vậy tụi con đi gặp má đi. Má ở đâu vậy? Con muốn gặp má. Con muốn gặp má. Em lại. Đừng có lại. Xin lỗi nha, tôi không nói với cô nữa. Alo. Bà chết hả? Sao giờ này anh mới chịu nghe điện thoại chứ? Bây giờ mọi chuyện đã quá muộn rồi. Thật ra là chuyện gì? Kiếp sau chúng ta nói lại tình duyên. Hả? Chết rồi. Không lẽ bà chết đó muốn chết thật sao? Ai, chết rồi. Giờ này mình mới báo với cậu ba, có khi nào hại cậu không gặp được vợ lần cuối không? Điện thoại. Trời ơi, sao lại không nghe điện thoại? Sao lại như vậy? Con muốn gặp má. Con muốn gặp má. Con
Đủ rồi, đừng có la nữa. Bây giờ đang đi nè. Xuống xe mau. Nhanh lên. Nhanh. Không chừng tại mình đa nghi thôi. Đâu có xui xẻo như vậy chứ. Bà khốn chết tiệt này, đứng lại. Cô hại tôi không được gặp vợ tôi lần cuối cùng. Hại ba đứa con của tôi đã bị mất mẹ. Con xin lỗi. Con không biết lớn chuyện như vậy. Con nghĩ cậu tập trung biểu diễn, gặp vợ cậu trễ một tiếng cũng đâu có sao đâu. Nếu con biết nghiêm trọng như vậy, con nhất định lập tức báo với cậu rồi. Bây giờ con xin lỗi có ích lợi gì chứ? Người đã đi rồi. Tôi ẵm nó, dẫn theo hai đứa con đi ngoài đường, cắm đầu chạy, cắm đầu đi. Tôi nhìn thấy vợ của tôi, cổ đã... Em à, em về bên cạnh anh đi. Cho dù em không nghĩ tới anh, em còn nghĩ tới ba đứa con chứ. Hôm nay trước khi em đăng ký, em thật sự rất nhớ ba đứa con. Thật sự là em có một chút do dự, cho nên em mới gọi điện thoại cho anh. Muốn hỏi anh có thể tha thứ cho em không? Chúng ta có thể làm lại từ đầu hay không? Nhưng mà anh không nghe điện thoại của em, không chịu trả lời tin nhắn. Em tưởng anh không tha thứ cho em, nên em đã hạ quyết tâm lấy dân tại rồi. Không phải đâu. Anh biết em gọi cho anh đã lập tức gọi lại cho em rồi mà. Anh... Nhưng mà khi anh gọi lại cho em vừa mới ký tên rồi. Em đã nói với anh, mọi chuyện quá muộn rồi. Em nhắn tin cho anh, em nói kiếp sau chúng ta nối lại tiền duyên. Em tưởng đâu là anh sẽ hiểu chúng ta đã hết duyên rồi. Tại sao anh còn dẫn tôi nói tới đây làm gì chứ? Lan à, cho anh thêm cơ hội đi. Em ly dị với anh ta đi, em quay lại đi. Anh không phải em ly dị quay lại với anh đâu. Em không còn là vợ của anh nữa rồi. Anh nên gọi em là bà Mã đi. Bà Mã à? Cũng may là anh không nghe điện thoại, tôi mới cưới được người vợ tốt như vậy. Cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn tôi nhiều hả? Thành thật cảm ơn cậu đã cho chúng tôi một con dâu hiền như vậy. Còn cảm ơn tôi nữa. Cảm ơn tôi. Chúc mừng em. Bà Mã. Má ơi. Xong chuyện rồi, chúng ta tiếp tục đi. Nè, cạn ly. Thì ra không phải chết, đám cưới thôi sao? Đám cưới thôi sao? Cô làm cho ba đứa con của tôi bị mất mẹ mà. Tôi không được gặp vợ tôi lần cuối cùng. Bởi vì khi tôi tới đó, cổ đã là bà Mã rồi. Bây giờ gia đình của tôi tan nát rồi, vậy cũng chưa đủ thảm sao? Cậu nói cậu yêu cổ tới như vậy, tại sao lúc trước cậu lại ký giấy ly dị với cổ? Còn nữa, trong điện thoại cậu gài người ta là bà chết nữa. Tôi ký giấy ly dị với cổ là vì trong lúc tôi nóng nảy tức giận bà chết, là biết danh tôi dành cho cổ đó, là một người vợ có chết tôi cũng rất yêu. Cô có hiểu không? Đồ đáng ghét. Từ nay tôi gài tên của cô là đồ đáng ghét. Nếu cô có thể báo cho tôi biết trước một tiếng, vợ tôi sẽ không tái hôn. Chính vì cô ích kỷ, cô muốn kiếm thật nhiều tiền, muốn tôi tiếp tục quảng cáo với công ty. Bắt đầu từ giây phút này, từ ý phi này, thầy không đổ trời chung với cô.
kiếm chỗ để đồ đi. Ừ. Từ nay ông chuyển qua đây để ngủ. Cái giường này là của ông. Cảm ơn sếp nhiều. Bối Lập, tức là người cha đốn mặt của Kim Chi. Không phải chứ, ở tù mới chung đường với ba vợ. Anh Dũng, chào anh. Gọi tôi là Triệu Dũng được rồi. Từ nay chúng ta trên lầu dưới nhà và giúp đỡ lẫn nhau đó. Đánh tiếp đi. Thì bên này nè. Ừ, hay lắm. Tôi thì không có ai vô thăm nên không có báo để đọc. Coi ké cũng được mà. Coi ké cũng đâu có thiệt thòi. Nè, cảm ơn nha. Xe buýt đụng xe nhà lật, cả nhà bốn người tử vong. Hay đọc tin tức cả nhà bốn người xảy ra chuyện, trong lòng tôi đặc biệt buồn. Có vẻ đồng cảnh ngộ thì phải. Ông cũng không còn người thân sao? Vợ của tôi mất sớm. Một mình tôi phải giữ hai đứa nhỏ. Tôi định đi đường tắt để kiếm thiệt nhiều tiền nóng. Ai ngờ mít lòng những kẻ không nên mít lòng, nên tôi bỏ trốn qua Đài Loan. Kể lại thì nói thiệt nha, tôi bản thân cũng khó giữ tính mạng, làm sao giữ nổi hai con khỉ độn đó chứ. Cùng lắm thì hai đứa chỉ có thể nuôi một đứa thôi, nên tôi đã chọn đứa nhỏ. Thật ra tôi cũng không thể lựa chọn. Tôi chọn đứa lớn, đứa nhỏ sẽ trách tôi. Tôi chọn đứa nhỏ thì đứa lớn nó nhất định trách tôi. Tôi biết chứ, chắc chắn con gái của tôi hận tôi dữ lắm. Thật ra thì chuyện cũng qua lâu rồi. Sao ông không đi tìm con của ông? Tôi có tìm. Tôi có đi giải thích với nó, nhưng mà nó không có chịu nghe lời. Nó còn phun hai vũng nước miếng vào mặt của tôi nữa. Không phải chứ. Cậu không tin hả? Tôi tin. Có gì mà cổ không dám làm. Nhưng mà nói thiệt nha, tôi có không còn mặt mũi, không có tư cách nói nó. Lấy hết gói đi. Không phải chứ, khách sáo vậy. Khó xử quá. Tôi không có hút thuốc. Cảm ơn nhiều nha. Nè, mất công có thuốc làm sạch cậu. Nói sao ha? Nè nè, sao đưa gói thuốc cho lão già đó dễ vậy? Trong này thuốc quý lắm đó. Thuốc lá tức là tiền đó. Cho dù anh không hút, anh đưa cho tôi cũng đỡ hơn đưa cho ổng, có phải không? Lúc nãy ông thương thân trách phận muốn khóc rồi, thảm quá nên mới mời ổng hút. Anh Dũng à, không lẽ anh ngây thơ tới như vậy sao? Hôm qua trong phòng giặt đồ, ba vợ của anh lại kể chuyện ông bỏ mặt Kim Chi, cũng là kể tới mắt ướt ướt, sau đó lại giả bộ không có thuốc hút. Tôi cũng đã tội nghiệp ổng cả gói thuốc đó. Hôm nay ổng lại giở trò, tôi giá nào cũng không tin đâu. Ổng nếu như không phải lừa thuốc hút hả, muốn sao tôi cũng chịu luôn. Không lẽ là ổng vô sĩ tới nước này sao? Thôi thì đừng nói chuyện giữa tôi và Kim Chi hả? Con nó còn bị cảm một chút cho nên không thể đưa nó tới được. Con bé càng lớn càng đẹp, sau này chắc chắn sẽ chết nhiều người. Kế hoạch của chúng ta thành công lắm. Từ khi con của chúng ta chào đời, má thường xuyên tới nhà phụ em giữ con. Quan hệ của em và má đỡ nhiều rồi, còn có thể nói chuyện nữa. Em nghĩ má sẽ mau chóng tha thứ cho anh tới đây thăm anh. Nhớ nói với bà chủ nấu thật nhiều những món có dinh dưỡng cho Quỳnh Quỳnh ăn. Bà nội nói nấu thật nhiều những món có dinh dưỡng cho Quỳnh Quỳnh ăn. Còn nữa, đừng đưa Quỳnh Quỳnh đi lung tung. Thật sự nếu phải ra ngoài, cố gắng tránh tới những nơi có chỉ số ô nhiễm không khí cao. Bà nội nói đừng đưa Quỳnh Quỳnh đi lung tung, không khí không có tốt. Triệu Nhân còn thiếu kỳ thi viết cuối cùng thì lấy được bằng kế toán. Francis thì sắp di dân rồi, cho nên để Triệu Nhân giữ chức CFO là thích hợp nhất. À má, má nói thư ký của con là có chuyện gấp. Thật ra là chuyện gì? Tại sao Thiên Thu phải đăng báo tuyển CFO? Bởi vì Francis sắp di dân rồi. Thần Nhân cũng sắp lấy được bằng kế toán rồi, nó biết rõ hoạt động của Thiên Thu, tại sao không tuyển nó? Má, làm CFO phải dùng thời gian để tích lũy, có kinh nghiệm trong công việc kế toán và làm CFO hoàn toàn là hai sự việc. Cô không cho nó cơ hội, lấy đâu ra kinh nghiệm chứ? Hả? À, con người của cô, thật sự tôi không hiểu cô nghĩ gì.
Tại sao giúp người ngoài không giúp người trong nhà hả? Có nghĩa là má chồng như tôi nói gì cũng vô ích chứ gì. Có cần tôi tìm luật sư nói với thằng Dũng rồi kêu thằng Dũng nói với cô mới được không? Nghĩ kỹ má nói vậy cũng có lý lắm. Vậy thì để Triều Nhân làm CFO. Gần đây cô Khách giới thiệu một người vào công ty thế vị trí của Bảo La. Người này có kinh nghiệm lắm. Em rất yên tâm giao công việc cho người này làm. Ý, xin lỗi nha, thì ra cô đang cho con bú. Có người thế chỗ của Bảo La rồi, anh ta tên Richard. Chị Kết, chị khoan đi đã. Cho hỏi Richard này là gì của chị vậy? Anh họ của tôi. Toàn bộ phòng thu mua đã là bà con bạn bè của chị, tôi đã không lên tiếng rồi. Chị còn muốn chen chân vào phòng kinh doanh sao? Tôi mời Richard là bởi vì anh có thực lực. Lúc trước anh đã lọc mã làm giám đốc chi nhánh. Phòng nhân sự đã ký hợp đồng với ảnh rồi. Không có tôi cho phép, ai có tư cách ký hợp đồng với anh ta? Là chị Thiên. Hỏi tôi có ai giới thiệu thế chỗ của Bảo La hay không. Chị nói cô thường xuyên kiêm thêm công việc của Bảo La, không có thời gian chăm con. Thật ra tôi chỉ giúp chị Thiên và mắt con cô nên mới mau chóng tuyển người thôi. Tôi cũng biết tôi không có tư cách tuyển Richard và ký hợp đồng với ảnh, nhưng chị Thiên kêu tôi cứ việc ký đi nên tôi mới làm theo. Nếu cô có thắc mắc gì hay là cô tự mình nói với chị Thiên đi ha. Lần trước em có nghe anh đề nghị sắp xếp cho cậu ba tới Quan Lạc Mãng Trung Hoa làm show quảng cáo cho công ty mà. Hiệu quả tốt lắm. Cậu ba nổi tiếng hơn lúc trước, còn dẫn dắt cả Thiên Thu kiếm được nhiều tiền cho công ty nữa. Thật tình anh không cần lo cho công ty và gia đình. Đợi sau khi anh ra, Thiên Thu nhất định biến thành A lớn. Đến lúc đó anh ngồi rung đùi đếm tiền cũng được rồi. Cậu ba, chẳng phải cậu đã hẹn với khách đi coi phong thủy sao? Mừng ngày của mẹ, tôi sẽ nghỉ phép 3 tháng. Mừng ngày của mẹ cũng phải nghỉ phép 3 tháng à? Tại cô hại tôi bị mất vợ. Tại cô hại ba đứa nó mất mẹ mà. Cô có biết đối với chúng tôi mà nói ngày của mẹ khó chịu cỡ nào không? Giờ chúng tôi dùng 3 tháng vượt qua di chứng ngày của mẹ quá độ, có phải rất quá đáng không hả? Đáng khen lắm. Thì ra em đóng kịch giỏi tới như vậy. Lỡ như em ra ngoạn dụng, đúng là lừa được anh đó. Anh điên sao? Toàn nói những chuyện đó. Lần trước Triều Tính có tới thăm anh, nói cho anh biết rồi. Nhưng mà sau khi anh nghe xong thì lại vui mừng rất nhiều. Anh vui sao? Nếu như là em của ngày trước, thực tế sẽ không để mặt má anh và mọi người. Từ đầu đã đại chiến với họ rồi, thậm chí còn kêu mọi người hỗ trợ nữa. Bây giờ em hạ mình thấp giọng như vậy cũng là vì anh thôi. Cho nên anh cảm thấy vui. Em tức tới sắp nổ tung rồi đây nè. Anh còn nói những câu mỉa mai nữa. Kim Chi à, anh hiểu em mà. Từ nhỏ em đã bị ba em ruồng bỏ, cho nên con người của em không có cảm giác an toàn. Nhưng mà anh có thể nói cho em biết, người nhà của anh toàn là người tốt không? Đành rằng nhiều khi họ có hơi rắc rối, nhưng mà anh cam đoan họ nhất định không phản bội chúng ta đâu. Em tin gia đình của anh không tệ hơn ba của em đâu. Đúng là lúc trước ba của em hơi tệ một chút, nhưng mà bao năm nay rồi, không chừng đã sửa đổi. Nè, nếu như ông quay lại với nét mặt hối hận, nói là muốn bù đắp cho em đừng phun nước miếng ổng nha. Có việc cho ổng cơ hội. Phun nước miếng gì chứ, bao năm qua em không hề gặp ổng. Đoán vậy thôi. Chỉ cần là con người cũng sẽ hối hận. Anh thấy em ghét ổng như vậy, đoán là em sẽ phun nước miếng cho ổng. Nếu thật sự để em gặp lại ổng, không chỉ là phun nước miếng ổng mà tạt nước tiểu nữa đó. Được, anh ủng hộ em. Viện trưởng, y tá trưởng. Viện trưởng, sao ông Hình vẫn chưa tới vậy? Chẳng phải hẹn hôm nay tới tái khám sao? Tôi đã liên tục gọi cho ổng rồi, nhưng nãy giờ điện thoại của ổng cũng không thông. Ông Hình là ông chủ của chúng ta, ổng không thể có chuyện được. Tôi không cần biết, cô dùng cách gì cũng được, lập tức kêu ổng tới tái khám đi. Alo, anh Thành, có phải hôm nay ông Hình quên? Cô Lãng, tiền cô giúp một tay. Cái gì? Gần đây ông Hình mê chơi flyball, ổng đã chơi liên tục suốt 3 ngày. Bệnh của ổng không thể chơi cảm giác mạnh được. Tôi muốn cô tới đây ngăn cản ổng, để ổng quay lại bệnh viện tái khám. Hả? Sao lại kêu tôi? Anh cảm thấy tôi cản được ổng hay sao? Tôi cũng định gọi cho viện trưởng Tề, nhưng mà dựa theo quan sát của tôi, gần đây hình như ổng sợ cô hơn sợ viện trưởng.
Tôi tới để đưa ông về tái khám. Tôi có tái khám hay không là quyền tự do của tôi, liên quan gì tới cô chứ? Nhưng bây giờ viện trưởng Tề đổ hết cho tôi rồi. Tôi thật không hiểu ông tới đây chơi flyball hay là đang đùa với mạng của ông. Cô chưa chơi nên chưa biết thôi. Tôi cường với cô, bảo đảm cô chơi một lần lập tức thích ngay. Ê, tôi không có hứng thú và nhu cầu đó. Này vậy đi, bây giờ cô ra ngoài chơi một lần. Nếu cô cảm thấy không vui, tôi lập tức theo cô về bệnh viện. Được, ông nói đó nha. Ông Hình, cô Lãng đã căn dặn ông chỉ có thể uống nước lọc thôi. Quan nha, cò thìa mặt đen cũng biết cười nữa. Nè, cảm giác sao hả? Không vui chút nào. Vậy sao? Nếu không vui sao cô cười tươi quá vậy? Tôi cười không phải do tôi vui, bởi vì tôi đã căng thẳng mà thôi. Mà thôi, hôm nay đủ vốn rồi. Tôi theo cô về bệnh viện. Cậu kêu cô Lãng tới đúng không? Phải, bởi vì tôi lo cho ông. Tại sao phải là cổ? Tôi cảm thấy cổ có thiện cảm với ông, cho nên cũng nhất định lo cho ông được. Thì cô gái nào cũng có thiện cảm với tôi mà. Nếu vậy tôi bận lắm đó. Chào. Ủa, cà phê này của Du Mật mà. À phải, cổ đi vệ sinh nãy giờ vẫn chưa thấy về. Để tôi đi. Ừ. Ông Hình, có phải ông đi nhầm phòng không? Tôi muốn thăm bạn thôi. Wow. Cô, sao cô có thể làm những chuyện này trong phòng bệnh được chứ? Cô làm sao là một y tá gương mẫu được? Xin lỗi, cô không cần nói xin lỗi tôi. Có gì cô đi nói với y tá trưởng đi. Chúng ta quen biết bao nhiêu năm nay, không lẽ cô không giúp tôi? Đó là nguyên tắc của tôi mà. Cô làm bạn với tôi bao năm nay, cô cũng biết rõ mà. Tôi ghét nhất là nguyên tắc chết tiệt của cô. Lúc ở đại học cũng như vậy. Cô nói sư huynh gì đó muốn làm hội trưởng hội sinh viên, sau đó thì bạn trai của cô cũng đòi tham gia, muốn cô giúp đỡ. Nhưng mà cô từ chối anh ấy vì nguyên tắc chết tiệt của cô. Tới cuối cùng thì chia tay. Sau đó cô qua lại với sư huynh đó, được thôi. Ảnh đó, do cô công khai tài liệu mà của bạn trai cũ, cô cũng từ chối ảnh thôi, làm cho cả hai người không muốn qua lại với cô nữa. Bao nhiêu năm nay, bởi vì nguyên tắc chết tiệt đó của cô, làm cho trường học, bệnh viện hoàn toàn không có ai muốn làm bạn với cô nữa. Chỉ có tôi thôi, bao nhiêu năm nay chỉ có tôi kề cận bên cạnh cô, chỉ có tôi làm bạn thân của cô. Tôi không ngờ bây giờ cô cháy nhà lòi mặt chuột. Nếu cô thật sự là bạn của tôi, cô càng không nên ép tôi bán đứng lương tâm của mình. Vậy chúng ta đừng làm bạn nữa. Vậy đi. Nè, cô chưa tháo công cho tôi mà. Nè, có gì tức cười vậy chứ? Bây giờ bệnh viện biến thành khách sạn tiếp giờ rồi. Ông là ông chủ cũng có thể cười được sao? Hay là bình thường ông cũng làm như vậy, ông không cảm thấy có vấn đề gì hả? Sao lại chửi luôn cả tôi chứ? Chẳng phải ông nói không phụ nữ nào không có thiện cảm với ông sao? Viện trưởng Tề nói họp xong sẽ tìm ông. Ông về phòng mau đi. Đúng ra tôi cũng không có thiện cảm với cô, nhưng tôi biết được ngoài việc cô nghiêm khắc với người khác, càng nghiêm khắc với bản thân, nên không còn phản cảm với cô. Tính cách của cô sẽ không có anh nào yêu đâu, nên cô định sẵn làm y tá cho tôi suốt đời rồi. Trời ơi, sao nặng vậy?
để tôi làm cho. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Ê, coi chừng nha. Được. Ôi trời, cảm ơn nhiều ha. Không có gì. Ê, tôi nhận được tin cậu là chủ của Thiên Thu. Mấy năm gần đây Thiên Thu phát triển như vậy, chắc chắn là cậu biết cách kiếm tiền lắm ha. Ê, cũng đâu bằng ông. Tôi nghe đám bạn cùng phòng nói ông còn ghê gớm hơn. Ông không cần bỏ ra một xu nào để kiếm được mấy chục triệu rồi. Hey, thật ra tại đám phụ nữ đó tham lam thôi. Tôi nói với họ là tôi chuyên quỹ đầu tư, hãy mở miệng ra là trên 100 triệu. Bọn họ nghe đến đỏ cả mắt luôn á. Nên tôi mới thừa cơ, tôi nói có thể cho họ tham gia chơi. Hey, đám phụ nữ vừa nghe nói được 10% tiền lãi liền cắm đầu chạy theo. Đó, đưa thêm cho họ một chút, họ còn kiếm thêm khách cho tôi nữa. Nè, 10 người thì thành 100 người, 100 người thì thành 1.000 người luôn. Thật ra làm gì có quỹ gì chứ. Tôi không có một xu nào hết. Chẳng qua tôi lấy tiền của nhóm phụ nữ thứ hai để trả lại cho nhóm phụ nữ đầu tiên thôi. Lấy nhóm thứ ba đưa cho nhóm thứ hai. Cứ vậy mà làm, chỉ cần trái banh cứ liên tục lăn đi không nổ tung là được rồi. Thật ra đó không phải là trò mới gì. Đó chính là đề án kim tự tháp Multi-level marketing. Nó đông na chỉ là cấu trúc thị trường Gusto marketing thôi. Nè, tôi chắc chắn không phải là một mỹ phẩm bùn giặt gì đó đâu. Đã phụ nữ đó suốt ngày cứ nghe mấy cái gã kinh tế tại thương mại nói phải mở miệng ra là nói quỹ đầu tư, cho nên tôi mới chơi quỹ đầu tư. Quả nhiên đã phụ nữ mắc bẫy liền đó. Nè, cậu đừng nghĩ tôi bị béo mó là phế nhân nha. Tôi chuyên làm kế toán đó. À, sau này cậu ra ngoài kêu tôi tới phụ nha, tôi nhất định làm được. Luôn cả đại ca trong trại là anh Trường Hận, sổ sách bán thuốc cũng nhờ tôi coi giùm đó. À, hình như cậu chưa chào hỏi anh Trường Hận nha. Nhưng mà gần đây á, anh bị giam ở trong phòng VIP. Vài hôm nữa ảnh được thả ra rồi. Đến lúc đó tôi tự động sắp xếp cho cậu ra mắt ảnh. Có tôi sắp xếp, cuộc sống sau này của cậu nhẹ nhõm hơn nhiều. Cảm ơn. Ê, lúc trước tôi làm thợ sửa chữa cũng có một đồng nghiệp tên là anh Trường Hận. Không phải chứ, trùng hợp vậy. Ông chừng là cùng một người. Anh Trường Hận này á, trước khi chưa làm kéo khách cũng là sửa chữa. Không lẽ trùng hợp vậy sao? Nè, anh Trường Hận của ông có hình xăm trên cổ không? Có, xăm nguyên một chữ Hận ở trên cổ. Bối Lạc. Dạ thưa sếp. Nghỉ phép của ông đã được duyệt rồi, ngày mai có thể ra ngoài. Cảm ơn sếp nhiều lắm. Làm phiền sếp nhiều. Muốn cảm ơn cũng không phải cảm ơn tôi. Cảm ơn mục sư Lâm. Ông có biết không, ông giúp ông rất nhiều đó. Tôi biết rồi. Cảm ơn. Tôi được thả rồi. Anh Trường Hận. Nếu tao biết bình tĩnh á, tao đã không tin anh Trường Hận rồi. Nè, chào hỏi đi. Để khi khác đi. Anh Trường Hận. Mày làm kêu cậu đó. Có gì không? Nộp tiền thuốc chưa? Nó nộp hết rồi. Sao không nói sớm? Xin lỗi nha. Cô Mèo. Có. Nghe nói ông được duyệt ngay phép rồi hả? Dạ, hôm nữa lấy sổ sách ra cho tôi. Tính toán đâu đó rõ ràng, làm thiệt gọn gàng cho tôi. Đương nhiên, nhất định rồi. Thông minh chút đi. Nè, tôi có chuyện này bàn với cậu. Cho bự thêm chút tiền đi. Nè, ở đây có tiền cũng không có chỗ xài, ông lấy làm gì? Tôi động vô tiền thuốc của anh Trường Hận rồi. Lỡ để anh biết tôi thủ két của anh, cho dù tôi ra ngoài, ai cũng sai người ra ngoài đánh chết tôi luôn đó. Cần bao nhiêu? Hôm khác tôi báo con số cho cậu. Nè, sau này tôi trả hết cho cậu một lượt cả vốn lẫn lợi.
Được rồi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Nè, lát nữa tự mình liệu hồn nha. Anh Trường Hận muốn đánh ai hả? Phải. Lần trước anh vô phòng VIP cũng tại anh Đại Mễ đã hại ảnh. Hôm trước anh Đại Mễ cũng tới tham gia. Anh Trường Hận nói rõ hôm nay phải đòi lại những gì trước đó ảnh mất đó. Cậu hiểu chưa? Xin chào các vị anh em, lễ Giáng sinh sắp tới, toàn bộ đoàn hợp ca ở đây sẽ phụ trách hát bài thánh ca. Nhưng mà ở thời gian cấp bách, chúng ta phải ra sức tập luyện. Nè, các anh em khác, hoan nghênh mọi người ở lại thưởng thức. Anh hát tới lạc tông hết rồi, sao hát solo chứ? Anh nói cái gì? Cái gì chứ, tôi hát solo mà. Tại anh dùng thủ đoạn hại tôi vô phòng VIP. Nè, sao nó thể nhủ cái tôi đây nha. Hôm nay giá nào tôi cũng phải đòi lại những gì thuộc về tôi. Nè, không đứng lại, không đứng lại. Nè, dừng tay lại. Dừng tay lại, dừng tay lại. Nè, dừng tay lại. Dừng tay lại. Nè, đừng mà, đừng mà. Dừng tay lại. Đừng đánh nhau mà. Nè, dừng tay lại. Dừng lại. Dừng đánh nữa. Dừng tay. Tôi cần ngồi yên. Dừng tay. Có người đánh mục sư kìa. Có người đánh mục sư. Có người đánh mục sư kìa. Có người đánh mục sư. Không biết có phải dĩa cơm hôm nay nhỏ hơn không, hay đặc biệt ngon miệng, ăn hoài cũng không có no. Nè, xong làm mục sư Lâm bị thương vậy, còn làm hư hệ thống chữa cháy trên trần. Người trong nhà mà, tò mò tò mò. Đành rằng á, là cậu đã hứa cho tôi mượn tiền đắp vô tiền thuốc của anh Trường Hận rồi, nhưng mà thời gian gấp quá, tôi lục trong giường cũng không có đủ để đắp lại số tiền đó. Đúng lúc á, anh Trường Hận đòi trả thù anh Đại Mễ, nên tôi thừa cơ tương kế tựu kế. Tôi nói cho anh Trường Hận biết là sổ sách của anh kẹp trong sắp giấy của mục sư bị nước làm ướt đến rách nát rồi. Vậy thì anh Trường Hận không thể truy cứu nữa, không thể biết là tôi đã thục khét của anh nữa. Ông cũng lanh thiệt nha. Bộ tưởng giỡn sao? Mục sư Lâm tốt dông như vậy là giúp ông xin được ngày phép, ông cũng có thể đối xử giống như vậy. Con người của ông đúng là... Đúng là có gì? Đúng là làm được việc lớn đó. Một số môi giới ở khu vực Đông Cửu Long đối đầu với Thiên Thu, do bất mãn với cách quản lý của quỹ viên điều hành khu vực, tập trung trước cửa bên ngoài tòa nhà công ty, yêu cầu được gặp tổng giám đốc điều hành của công ty. Lãnh Kiều Dũng đã vô tù rồi, không biết hiện giờ công ty là ai điều hành. Các thành phần này là chủ ý của ai? Với lại ông Lạc ở trong đó có nói gì không? Chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi nghĩ trong vòng hôm nay sẽ có thể giải quyết được. Mấy lâu chồng tôi tin tôi lắm, lần này cũng không ngoại lệ. Vậy cô định giải quyết thế nào? Có phản ứng được không? Cạnh Chi là vợ của cậu, chứ là con rể của tôi.
Còn rể gì chứ? Tôi là ba vợ của cậu đó. Có chuyện đó sao? Đúng là ông trời sắp đặt sẵn rồi. Vốn dĩ sắp đặt cậu vô đây chịu tù, ai ngờ thì ra là tạo cơ hội cho cậu nhận lại ba vợ này để tôi giúp đỡ cậu. Nè, sau này sau khi ra tù tôi sẽ tiếp tục nhờ anh Trường Hận kéo khách giùm cậu. Nè, anh Trường Hận có tiền có thế lực, cậu thì có hướng địa ốc. Nếu như cả hai cùng nhau hợp tác, chà, chắc chắn sẽ kiếm tiền lớn. Nè 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 nè, cạn ly, chúc cho chúng ta thành công. Cái cổ vẫn còn đau nhói lắm, đau đến nỗi tôi xuống đêm không ngủ được đó. Tôi kê thuốc giảm đau chưa? Vô ích thôi, uống suốt bao nhiêu năm nay thuốc gì cũng uống lờn hết rồi. Tôi xin sếp, làm ơn đi, đi mũi thuốc tây cho tôi đi. Hả? Thôi được rồi, chờ một chút.谁也想有个家，谁也想有个他，床前看海也可以看烟花。十方千变万化，好紧转头算分家。谁也想有个家，谁也想有个他，陪同看日和月圆挂。然而千尺砖瓦，累计一个天价亦个偏差。用我足见过家。